Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Sonio và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game rất hay mà mình cũng không biết tên gì nữa, tại vì nãy mình quên coi rồi. Thì cái này là tựa game mình cũng mới tải gần đây, mới xuất hiện luôn. Thì mình chơi thì cái này là mình sẽ đóng vai vào một cậu nhóc là làm đồ chơi, và mình đưa đồ chơi cho thằng nào là cái thằng đó sẽ biến thành cái đó. Thì để mình coi thằng đó nó muốn làm ra thì đây nè, bấm này đi, kẹo đó. Cho hành đi ra rồi, rớt cái đầu ra ngoài luôn khi cấu không. Quyển này là cái quyển sách công thức làm đồ chơi của mình. Mình sẽ quay về phòng thí nghiệm để mình làm đồ. Cái thằng ninja đang gắt gối các bạn ơi. Quả của cái game này cũng khá là hay, thì mình quyết định mình chơi thử và chơi cũng rất là hay luôn đó. Đó, khi mình có làm thì thôi con mà có được chơi rồi, mình cứ chạy loanh quanh giữa đường thì mình muốn quăng cho nào thì mình quăng rồi. Chưa thu tiền nữa mà, để mình lại thằng ninja coi coi, nó bị rớt mất cái đầu rồi các bạn ơi. Đó, cái đầu nó nằm giữa đường luôn kìa. Quên, nó xong cái bóng vào đó ngoài luôn. Còn rất là nhiều loại đồ chơi. À,
cả chúng ta đã có được ninja một sao. Đây với ta. Video của mình cũng tới đây thôi. Nếu như các bạn thấy video hay nhớ để lại cho mình một like nhé.